Các chế theo dõi chuyện thì đừng tiếc một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới khi ra nhé. Let's go. Không đúng, ta hiểu rồi. Giỏi lắm, cô ấy thật sự rất lợi hại. À, cô ấy chắc chắn đã có kế hoạch rồi. Ngồi thiền sâu không còn nghi ngờ gì chính là cách tốt nhất để tự khôi phục thương thế. Bình thường thì, ngồi thiền sâu chúng ta sợ nhất là trực tiếp đột phá. Nhưng hiện tại cơ thể cô ấy hư yếu, khả năng đột phá sẽ giảm đi. Cô ấy đang dựa vào thần thức của kỵ sĩ rồng Thánh Quang để giúp cô ấy che giấu thiên cơ. Cho dù cô ấy đang trong quá trình lĩnh ngộ cảm nhận được sự biến hóa của thiên địa pháp tắc, cũng không đến nỗi sẽ lập tức dẫn ra thiên địa pháp tắc. Kỵ sĩ rồng Thánh Quang đại nhân tất nhiên sẽ đến tham gia hội nghị chiều nay, vì thế cô ấy chỉ có thể ở đây để cho đại nhân bảo hộ. Như này thì ngày mai vẫn cần ra trận, vẫn cần tiếp tục chiến đấu, cũng quá liều rồi. Đây mới là nữ nhân mà mình muốn. Cách làm cường hãn này mới chính là điều mình thích nhất. Lợi hại, thật sự rất lợi hại, chỉ là không biết dưới tình huống này cô ấy có thể khôi phục được mấy phần lúc trạng thái tốt nhất. Có điều, cô ấy liều như thế, không sợ thương tổn đến bản nguyên sao? Sao mà còn quan tâm đến Lam rồi, tiểu tử ngươi quả nhiên động cơ không thuần khiết. Mời ngồi. Được, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hội nghị hôm nay. Mục đích chủ yếu mở hội nghị ngày hôm nay chính là tiến hành thương thảo quan trọng về sự phát triển của Long Mã Tinh Hệ trong tương lai. Trước hội nghị lần này, ta và thủ tọa Thiên Long đã tiến hành trao đổi sâu rồi. Lần này cũng là hy vọng nghe được ý kiến của các tộc, đồng thời mau chóng chấp hành quyết định của đại hội theo chí hướng sau cùng của đại hội lần này. Có những chuyện không có gì mà phải che giấu cả. Khoảng một năm trước, chúng ta đã triển khai một cuộc chiến với Liên bang Đấu La. Cuộc chiến đó đến rất đột ngột, nhưng thực sự chúng ta sớm đã có chuẩn bị, chỉ là vì một vài tình huống đặc biệt đã rơi vào trong tính toán của đối phương. Kết quả sau cùng, tin rằng các vị ngồi đây đều đã biết, mọi người cũng đều đau đớn, chiến hạm của chúng ta đã tổn thất 1/3. Nếu như không phải là vì Liên bang Đấu La kiêng dè cường giả đẳng cấp của chúng ta báo thù, thì e là Long Mã Tinh Hệ chúng ta bây giờ đã không còn hoàn chỉnh rồi. 1/3 chiến hạm là tích lũy hơn nghìn năm của chúng ta, lúc đó cho dù là ta hay là thủ tọa Thiên Long thì đều nhận thức sâu sắc được vấn đề. Đó chính là chúng ta lạc hậu về khoa học kỹ thuật, đối mặt với chiến hạm của con người, chúng ta căn bản không hề có cách nào, vì thế mới thua thảm hại như thế. Nếu như Liên bang Đấu La huy động toàn bộ lực lượng, thì những tinh cầu của các vị ngồi ở đây e rằng không cản nổi thế tấn công của chúng, cho dù là Thiên Mã Tinh, Thiên Long Tinh cũng không thể làm được. Mà điều duy nhất có thể khiến đối phương kiêng dè chính là thực lực cá thể lớn mạnh của chúng ta. Giống như chúng ta không thể cản nổi chiến hạm của chúng, thì tinh cầu của chúng cũng không cản được cường giả đẳng cấp của chúng ta xâm nhập. Muốn thay đổi tình huống này là mục quan trọng mà đại hội thảo luận lần này của chúng ta, Thiên Long tộc, Thiên Mã tộc đều đã tiến hành thảo luận rất nhiều lần. Có vài chuyện hai tộc chúng ta bắt đầu làm rồi để khiến chúng ta không rơi vào thế yếu. Phải tiến hành nghiên cứu khoa học kỹ thuật, luận về khoa học kỹ thuật, chúng ta kém xa Liên bang Đấu La, nhưng nếu như so về tài nguyên, thì mấy Liên bang Đấu La cũng không sánh nổi chúng ta. Chúng ta vừa có khoa học kỹ thuật vừa có tài nguyên, mà lúc ngày đó đến, chính là giờ khắc Liên bang Đấu La hủy diệt. Mau chóng nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật là con đường phải trải qua để phát triển của Long Mã Tinh Hệ. Chúng ta không biết khi nào Liên bang Đấu La nghiên cứu ra sản phẩm khoa học kỹ thuật để nhắm vào cá thể chúng ta, cho dù chúng không dùng những khoa học kỹ thuật đó để tấn công chúng ta. Chỉ cần có thể khiến hành tinh điều hành của chúng cản được công kích cá thể siêu cường của chúng ta, thì đối với chúng ta cũng là tai họa có tính hủy diệt, dù gì chúng ta không có ai có thể đỡ được đạn pháo mẫu hạm của chúng. Trong thời gian ngắn ngưng tụ ra sức mạnh đủ cường đại, đối kháng với hạm đội Liên bang Đấu La, điểm này chúng ta cũng đã thảo luận rất lâu. Sau cùng đưa ra được một phương án trước mắt xem là cực kỳ khả thi, nêu ra trong lần thảo luận này để mọi người đưa ra ý kiến. Bây giờ ta trực tiếp giới thiệu phương án này với mọi người, mời đại diện của các tộc suy xét. Quyết sách phát triển trong tương lai của Long Mã Tinh Hệ cũng sẽ quyết định sách lược ứng đối của Liên bang Đấu La. Đầu tiên, ở phương diện nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nếu như chỉ là một tộc đơn lẻ tiến hành, thì tất sẽ ảnh hưởng đến tốc độ nghiên cứu của chúng ta, mà sở trường của các tộc lại khác nhau. Ví dụ, ngự không tộc có sở trường kỹ thuật không gian, độc nhãn tượng bì tộc giỏi biến hình phòng ngự. Vậy thì, làm thế nào để phát huy được ưu thế ở các tộc đây, vì tương lai của Long Mã Tinh Hệ? Chúng ta hy vọng các nhà khoa học cùng liên hợp với nhau, cùng nghiên cứu ra kỹ thuật mới nhất. Mà những kỹ thuật mới này sẽ có lợi cho các tộc ở Long Mã Tinh Hệ dưới hình thức cân bằng. Từ đó mau chóng nâng cao thực lực khoa học kỹ thuật của chúng ta, tiến hành đối kháng với Liên bang Đấu La. Liên hiệp nghiên cứu, quả thực có thể lấy thừa bù thiếu, trong thời gian ngắn nâng cao trình độ kỹ thuật chỉnh thể. Nhưng, năng lực sở trường của các tộc đều là bí mật riêng của họ. Nếu lấy ra hết, thì các tộc không còn chỗ dựa sinh tồn nữa. Yên lặng. Phải liên hiệp nghiên cứu,
tin rằng chỉ có các tộc cùng lỗ lực thì mới có thể vượt qua liên bang đấu la. Ta tiếp tục nói kiến nghị thứ hai, chính là nghiên cứu khoa học chuyển hóa sức sản xuất. Dựa vào sức chiến đấu cường đại chinh chiến bên ngoài, bảo vệ bên trong, nghiên cứu chiến hạm chính là ưu tiên cao nhất trong nghiên cứu khoa học. Nhưng mọi người nhớ lại xem, trước mắt Long Mã tinh hệ chúng ta tổng cộng có bao nhiêu loại chiến hạm. Mọi người nghiên cứu, chế tạo theo nhu cầu của bản thân, chiến hạm như vậy chắc chắn sẽ có tính giới hạn rất lớn. Lúc chiến tranh nổ ra, chiến hạm các tộc không thể nào điều phối thống nhất, các tộc tự chiến đấu, năng sở trường chiến hạm của các tộc cũng khác nhau. Chúng ta không có bất cứ người chỉ huy nào có thể thống nhất phối hợp chiến hạm các tộc. Cho dù là thủ tọa Thiên Long hay là ta thì cũng không làm được, đây mới là nguyên nhân chính khiến chúng ta thất bại. Kiến nghị thứ hai mà chúng ta đưa ra là tập trung tài nguyên các tộc, giống như liên bang đấu la, chế tạo ra chiến hạm loại hình đồng nhất, hình thành lên hạm đội thuộc về Long Mã tinh hệ chúng ta. Cái gì? Đột ngột thế sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Không còn nghi ngờ gì, hai kiến nghị này chạm đến lợi ích các tộc của toàn bộ Long Mã tinh hệ, nhưng nếu như có thể tổng hợp lại tài nguyên và khoa học kỹ thuật các tộc, thì Long Mã tinh hệ có thể tạo ra một hạm đội cường đại, liên bang đấu la thật sự không thể nào đối phó được. Nhưng, thủ tọa Thiên Mã, thật sự có thể thành công không? Rất khó, Long Mã tinh hệ quá tán loạn, chủng tộc cường đại tương đối nhiều. Muốn họ cống hiến toàn bộ tài nguyên, đây quả thực là khó càng thêm khó, ai nguyện ý từ bỏ sức mạnh của mình chứ? Yên lặng. Sao nào, chỉ là những chuyện này đã khiến cho các ngươi không thể nào chịu được sao? Bình tĩnh mà xem xét đề nghị này có lý không? Chúng ta đều có mặt tốt xấu, mâu thuẫn thường xảy ra, chiến tranh quy mô nhỏ trước giờ chưa từng ngừng, có quần tộc bẩm sinh đã cướp đoạt và hủy diệt, chúng ta phải đối đãi với chúng như nào? Còn có những quần tộc không sản xuất, nhưng lại có đủ chiến sĩ cường đại, lẽ nào để họ từ bỏ năng lực của bản thân, đổi thành sản xuất sao? Không có hạch tâm cường đại, ai điều hòa tất cả, để Long Mã tinh hệ chúng ta càng ổn định để phát triển hơn. Chiến tranh nội bộ chỉ là gánh nặng cho chúng ta, ví dụ có một ngày, Long Ám song tinh bị liên bang đấu la hủy diệt. Thử hỏi, tinh cầu của các vị, quần tộc của các vị có thể yên ổn được không? Tất cả mọi chuyện được đề ra trong đại hội lần này. Chắc chắn sẽ có chất vấn, nghi ngờ, các ngươi nhất định cho rằng, chúng ta vì lợi ích của bản thân mới thế. Long Mã tinh hệ chúng ta còn có thể chịu được mấy lần gột rửa của chiến tranh, nếu như thật sự có tai họa giáng xuống, cho dù là Long tộc hay là Thiên Mã tộc, thì chúng ta có thực lực, số lượng ít ỏi, hai tộc chúng ta cho dù là tung hoành tinh hệ, thì đến tinh hệ khác sinh tồn cũng không có vấn đề gì. Nhưng các ngươi thì sao? Các ngươi có thể không? Các ngươi có thể rời khỏi thế giới vốn thuộc về các ngươi không? Có bao nhiêu người có thể giống chúng ta bình yên rời đi? Các ngươi, không thể. Vì thống nhất điều phối tài nguyên, vì phát triển đồng nhất của Long Mã tinh hệ, vì bình đẳng, bình yên của các tộc trong lần hội nghị này. Ba đề nghị mà chúng ta đưa ra chính là các tộc liên hiệp lại, thành lập Liên bang Long Mã tinh hệ thống nhất, gọi tắt là Liên bang Long Mã. Hai đề nghị trước mình đoán được, nhưng không ngờ được là Long tộc và Thiên Mã tộc vậy mà lại trực tiếp thành lập Liên bang Long Mã. Điều này động đến miếng bánh của tất cả các chủng tộc, mặc dù ai chủng tộc này đủ lớn mạnh, nhưng những chủng tộc có cường giả siêu thần cấp khác cũng không phải là số ít. Không, điều này không thể nào. Các ngươi muốn nô dịch chúng ta? Không thể nào, chúng ta muốn tự do. Không thể thành lập liên bang thống nhất, chúng ta có thế giới thuộc về mình, có quốc gia của mình. Đây không phải là chuyện mà Long tộc và Thiên Mã tộc có thể quyết định. Muốn thành lập liên bang trên một tinh hệ vừa tán loạn vừa mênh mông này, tuyệt đối không phải là chuyện dễ. Long Mã tinh hệ quả thực quá rộng. Nếu như muốn xuyên qua toàn bộ tinh hệ, thì cho dù là dùng chiến hạm nhanh nhất trước mắt, một tháng cũng không đi hết được. Muốn thống nhất tinh hệ rộng như này không phải là dễ. Nếu như chúng thật sự có thể thành công thì sao? Giả thuyết liên bang Long Mã thật sự thành lập, vậy thì tuyệt đối là tai họa với liên bang đấu la. Chỉ cần đối phương có thời gian nhất định để thống nhất khoa học kỹ thuật, tạo ra chiến hạm cường đại, vậy thì liên bang đấu la bị diệt chỉ là chuyện sớm muộn. Ôn chết mất. Kẻ bên kia nói to nhất. Có hỏi ý kiến của ngươi chưa? Chỉ là thông báo cho ngươi thôi. Đồ phiền phức, tan biến đi. Đều nghe cho kỹ đây. Lần này gọi các ngươi đến không phải là hỏi ý kiến của các ngươi, chỉ là thông báo cho các ngươi thôi. Ta, Bát Tí Thần Ma Vương còn có Bát Tí Thần Ma Tộc, ủng hộ thành lập Liên minh Long Mã. Kẻ phản đối, giết không tha, tinh cầu mà kẻ phản đối ở, sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Không muốn chết thì tán thành, quyết tâm thống nhất tinh hệ. Bát Tí Thần Ma Tộc vậy mà lại ủng hộ thống nhất Long Mã tinh hệ, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Bát Tí Thần Ma Tộc không những có số lượng khổng lồ, mà thực lực bình quân cá thể cũng cực kỳ lớn mạnh. Tất cả mọi chuyện hôm nay thủ tọa Thiên Mã đề ra e là đều đã có chuẩn bị từ trước. Quan hệ giữa Bát Tí Thần Ma Tộc và Thiên Mã Tộc
Thiên Long tộc không tính là quá tốt, thậm chí có thể nói là hơi đối lập. Nhưng chúng căn bản sẽ không sản xuất, cướp đoạt hoặc hủy diệt mới là thiên tính của chúng, nhưng chúng sinh tồn cũng cần tài nguyên mà. Thủ tọa Thiên Long và thủ tọa Thiên Mã chắc chắn đã hứa gì đó với Bát Tí Thần Ma Vương, đã cho lợi ích gì mà khiến Bát Tí Thần Ma tộc có thể tiếp tục sinh tồn tốt hơn, mới có thể có được sự ủng hộ của hắn. Trừ kỵ sĩ rồng và kỵ sĩ Thiên Mã ra, thì quân đoàn Bát Tí Thần Ma tộc có thể nói là lớn mạnh nhất trong toàn Long Mã tinh hệ này. Số lượng tộc nhân đông, một khi thành lập liên bang vậy chúng chắc chắn là trụ cột vững vàng của quân đội liên bang Long Mã. Dựa vào thực lực của mình, Bát Tí Thần Ma tộc có thể lắm được quyền ngôn luận ở liên bang Long Mã. Nếu như liên bang Long Mã được thành lập, thì đó thật sự là tai họa đối với liên bang Đấu La. Làm sao mới có thể cản trở liên bang Long Mã thành lập đây? Gần đây thực lực liên tiếp tăng lên, căn cơ ổn định, đang dần dần phát triển theo hướng cường giả chân chính, mình cực kỳ hài lòng với tu vi của mình. Nhưng lúc này, bất giác có cảm giác không có sức lực, cho dù có trí tuệ thế nào thì cũng không thể nào thay đổi được cục diện trước mắt. Ta có cách. Ai, là ai, rõ ràng là xuất hiện ở sâu thẳm trong lòng mà lại giống như xuất hiện ở trong tinh thần hải, lại hoàn toàn không thể nào nắm bắt được. Tiểu Bảo, vừa rồi giọng nói đó. Giọng nói gì, ta không nghe thấy gì. Là ảo giác sao, không thể nào. Một giọng nói bất ngờ xuất hiện vậy mà lại có thể xuất hiện ở nơi sâu trong nội tâm. Tâm bảo thủ cho dù là đã đạt đến thần cấp thì cũng không phát hiện ra được, đây rốt cuộc là sự tồn tại như nào. Phía Lam Hiên Vũ có điều lạ, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến đại hội thảo luận phát triển thống nhất Long Mã tinh hệ tiếp tục diễn ra. Sau khi Bát Tí Thần Ma Vương nói những lời đó, mới ngồi lại vị trí của mình. Đại biểu bị hắn giết chết hiển nhiên cũng có tộc nhân của mình, nhưng không có ai dám nói gì. Chính vào lúc này lại có một bóng dáng đứng lên ở phía bàn tròn. Kim Đường Lang Vương, tộc trưởng hiện tại của Đường Lang tộc, xếp thứ 6 trong Long Mã tinh hệ, cũng là cường giả đệ nhất của Đường Lang tộc. Kim Đường Lang Vương và Bát Tí Thần Ma Vương có thủ, ở thời kỳ viễn cổ, hai tộc hầu như là thiên địch của nhau. Vì thế, Kim Đường Lang Vương đứng ra là vì Đường Lang tộc chúng ta cũng ủng hộ quyết định của Thiên Mã thủ tọa. Chúng ta cũng ủng hộ, là tộc trưởng ngự không tộc. Mượn chiếm hạm ngự không, họ thậm chí không sợ Long tộc và Thiên Mã tộc, vậy mà cũng bày tỏ ủng hộ. Kỹ thuật không gian của cường giả cho dù là cường giả siêu thần cấp thì cũng không thể làm gì họ. Thuyết phục họ khả năng rất đơn giản, chỉ cần cung cấp không nguyên tinh là được rồi nhỉ, dù gì không chi trùng cũng bị mình mang đi rồi. Kinh ngạc và thái độ không ổn định cũng không có ích gì, cũng không phải là điều mà mình ngay cả thần cấp cũng chưa đạt đến, có thể thay đổi được. Hơn nữa, quá trình hợp nhất cũng cần một khoảng thời gian không phải là ngắn, bây giờ điều quan trọng nhất là phải mau chóng mang tin tức này về mới được. Ta biết, hôm nay đột ngột đề ra thành lập Liên bang Long Mã là chấn động rất lớn đối với mọi người, vì thế, trước mắt cũng chỉ đưa ra kiến nghị mà thôi. Có thông qua hay không, cần mọi người tiến hành biểu quyết, chúng ta khẳng định sẽ cho mọi người thời gian suy nghĩ, mọi người cũng không cần quá căng thẳng. Đại hội tổng cộng có 3 ngày, biểu quyết cuối cùng sẽ tiến hành vào ngày cuối cùng, vì thế, mời chư vị suy nghĩ cho kỹ trong 2 ngày tiếp theo. 3 ngày, được, tin rằng đối với 3 kiến nghị mà hôm nay ta đưa ra, mọi người đều phải về suy nghĩ cho kỹ, đặc biệt là kiến nghị thứ 3. Vì thế, hội nghị chiều nay kết thúc tại đây, ngày mai, chúng ta sẽ tiến hành thảo luận về kiến nghị thứ nhất, thứ hai, làm thế nào để phát huy ưu thế của các tộc. Làm thế nào để tạo ra chiến hạm, lên lựa chọn thành lập nghiên cứu ở đâu, chế tạo và điều phối tài nguyên như nào, ngày kia, chúng ta lại thương thảo về vấn đề thành lập Liên bang Long Mã, tan họp. Cả hội trường bao trùm bởi sự yên tĩnh, đại diện cho 10 quần tộc ở bàn tròn bên trong đứng dậy, thủ tọa Thiên Mã còn cực kỳ khách khí bắt tay những người khác. Đầu não của năm tộc không hề biết rõ sự tình ngày hôm nay trước giờ khắc này biểu cảm hơi cứng nhắc. Chúng ta cũng đi thôi. Long Mã tinh hệ cuối cùng cũng bắt đầu hợp nhất rồi sao? Một khi hợp nhất hoàn thành, liên minh Long Mã có tài nguyên dồi dào, tuyệt đối sẽ là sự tồn tại cực kỳ khủng bố. Trước mắt, khoa học kỹ thuật của Liên bang Đấu La vẫn chiếm vị trí dẫn đầu, ở phương diện hạm đội cũng thế. Nhưng, toàn bộ Long Mã tinh hệ có bao nhiêu cường giả siêu thần cấp, tính cả tọa Long, thì chí ít cũng có hơn 40 người. Đối diện với nhiều cường giả siêu thần cấp như thế, trừ khi đối phương thật sự đối đầu với pháo chính của mẫu hạm, nếu không thì muốn giết một cường giả siêu thần cấp, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Lam tiểu thư, thương thế của ngươi thế nào rồi? Ý, đây là làm sao thế? Hỗ trợ anh em ơi, hiện kênh của mình đang bị phần tử xấu nó chơi đều đánh bản quyền bẩn, dính 3 phát thì là bay kênh. Kênh hiện tại đến giờ đang dính 2 phát rồi, anh em đăng ký hộ mình kênh mình giới thiệu ở cuối này. Trường hợp xấu mà bị bay kênh thì mình sẽ làm tiếp các bộ bên kênh mới đó. Anh em có thể theo dõi tiếp các bộ bên đó nhé, cũng hy vọng trường hợp xấu nhất không đến.